Hôm nay bà ngoại gửi cái thùng mà trái cây vô. Bây giờ mình mới đặt Grab tới trạm xe để lấy á. Bây giờ Grab nó tới nhà rồi. Giờ mình xuống mình đem cái thùng trái cây của mẹ lên. Mùa xoài nào bà ngoại cũng hái gửi vào hết. Rất là thương bà ngoại luôn ấy. Nhà mình á, thì có mấy cây xoài Thái với lại xoài cát thôi. Nhưng mà năm nào cũng có rất là nhiều trái luôn. Rồi bà ngoại hay gửi vào cho bé Quân ấy, cho gia đình mình ấy. Anh ơi, anh đó, đây là thùng bà ngoại gửi vào, nguyên một cái thùng rất là to, nặng lắm luôn ấy, trái cây. Hôm bữa bị gãy mất cái cây kéo đồ rồi, giờ kia nó hơi nặng. Bây giờ mình xem thử bà ngoại gửi, mình sẽ lấy cái cây ra. Hồi nãy bà ngoại có gửi, mẹ có gọi tới là mẹ dặn phải để xoài Thái vào trong tủ lạnh, với lại xoài cát thì để ngoài cho chín. Giờ mình hôm nay là bà ngoại gửi cái cây ra đây luôn. Này là nguyên một cái thùng này rất là nặng luôn. Này rất là cảm ơn anh Ráp chở về nguyên cái thùng này. Bà ngoại trái này bà ngoại chở ra thì cũng chắc cũng nặng lắm. Một cái thùng bự quá trời bự luôn nè. Trời ơi thật là nhiều xoài luôn. Bà ngoại bỏ xoài quá trời luôn. Ở đây là có xoài Thái. Xoài Thái á, nhà mình á, thì đây là nhà mình trồng có hai cây thôi, mà năm nào ở ngoài quê cũng gửi vô rất là nhiều xoài Thái. Xoài này sạch nha mọi người, không có dùng thuốc gì hết trơn, mà nói chung là cũng hay bị sâu lắm, bị mấy con ruồi nó đục á là nó sâu liền à. Đây là xoài cát Hòa Lộc nè. Trời ơi xoài cát Hòa Lộc nó rất là ngọt luôn. Nhà mình trồng xoài cát Hòa Lộc á, mỗi lần nó chín á là nó không có bị nhăn da nè, nó rất là ngọt, chín là rất là ngọt luôn. Đây là xoài Thái. Xoài Thái cũng rất là nhiều. Xoài Thái thôi hôm Tết mình về á là bị nó bị gọi là gì ha, mấy con rầy nó bám lên mấy cái hoa rồi nó rụng hết. Giờ nó cũng có vài được vài trái với bự. Trời ơi bà ngoại đem toàn là xoài ngon thôi nè, quá trời xoài luôn. Bà ngoại còn đem tỏi với hành cho nữa nè. Wow, còn đây là xoài cát, quá trời xoài cát luôn. Trời ơi mọi người nè, mọi người coi xoài cát nè, quá trời luôn. Xoài cát bự bự không à, quá trời xoài cát bự bự luôn nè. Wow, xoài này mà chín ăn đã luôn á mọi người, ngọt lắm. Xoài cát thì nhà mình cũng hồi đó là ba cây. Chỗ trái này mới bự nè mọi người, bự ơi là bự luôn, bự giả dạ, em trái này bự quá trời. Hồi đó có ba cây mà giờ còn có hai cây à. Một cây nó bị chết, bị úng, bị hư cái thân, bị con sâu đục thân làm hư. Rồi xoài cát đường này bự quá, cảm ơn bà ngoại, cảm ơn mẹ yêu. Quá trái này mới bự nè, cái này cũng phải gần 1 ký luôn á trời. Ôi to quá. Bà ngoại tặng đợt này toàn là xoài vip thôi, quá bự luôn. Lát nữa gọi điện về cảm ơn bà ngoại. Ê, mình hay gọi bà ngoại tại vì bà ngoại của bé Quân á. Hồi bé Quân ra là cứ gọi bà ngoại xong rồi riết mình quen. Rồi, mẹ mình mẹ mình đợt này trời ơi xoài bự quá, công nhận đợt này xoài ngon ghê á. Xoài Thái ngon, xoài nào cũng ngon hết, quá đã luôn.
thích quá. Cảm ơn mẹ nha. Trời ơi đã với bà ngợi. Như vậy là mình được hai rổ xoài, thật là bự luôn. Wow, hai rổ xoài đã quá trời đã. Trời ơi xoài này á không phun thuốc luôn mọi người, thích lắm. Nhà mình trồng để ăn chơi thôi á, mà năm nào cũng nhiều, nào là cho hết ở bên phía ngoại, phía nội, rồi ở nhà mấy gì nữa. Ôi nhiều lắm luôn nè, quá trời luôn, thật là nhiều luôn á. Quá đã luôn. Rồi thêm mấy cái bị hành nữa bà ngồi. Bà ngồi chêm hành chêm tỏi vô luôn. Cái này là tỏi Phan Rang nè, tỏi Phan Rang với lại hành Phan Rang. Và đã quá, xoài cát bự ghê luôn á mọi người, to bằng cái bàn tay mình luôn nè. Ôi ú nú luôn, đã quá.